Rapper Chí tên thật là Lê Vũ An nhận quyết định xử phạt hành chính vào sáng ngày 13 tháng 10 sau một buổi sáng làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Phạm Cao Thái cho biết ông An bị phạt hành chính 45 triệu đồng vì đã lưu hành bản ghi âm Thích Ca Mâu Chí có nội dung xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo trên YouTube và Spotify. Quyết định này được căn cứ vào khoản 4 điều 13 Nghị định 38 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Ông An cũng bị buộc tiêu hủy sản phẩm không lưu hành bản ghi âm này trên mọi phương tiện, tháo gỡ bản ghi âm này dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng, kỹ thuật số. Việc chấp hành quyết định xử phạt có thời hạn trong 10 ngày.